Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động nhập khẩu quý vị và các bạn nhé. Đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì rất là nổi tiếng rồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 2. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2019. Những chiếc xe nhập khẩu về Việt Nam mình thì nó thường hay chậm vài tháng. Sản xuất từ giữa năm 2019 thì phải cuối năm 2019 nó mới về đến Việt Nam. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn, cái điều này là chúng tôi cam kết thật nhé. Từ năm 2019 đến bây giờ tính ra là 4 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này mới lăn bánh có 1.8 km thôi. Chuẩn là 1.8 km các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua đồng hồ. Đấy. Và cái điều mà chúng tôi chứng minh cho chiếc xe này chạy đúng 1.8 chuẩn, đó là cái dàn lốp này nó còn nguyên này. Dàn lốp còn nguyên và còn rất là dày. Đấy. Hơn nữa, lốp sơ cua cũng chưa hạ, mới tinh chưa hạ và nội thất còn rất mới nhá. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì mấy ngày hôm nay nó đều mưa, cho nên là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được đâu. Chưa có dọn thế nào, chưa phải làm một cái gì cả, là tôi đem đây tôi quay cho quý bạn cùng xem, rồi sau đó tôi mới bắt đầu đi đánh bóng sơn chi dọn dẹp thì tôi tính sau. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn thì quý vị các bạn thấy được là nó chuẩn như thế nào các bạn nhé. Thì thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, pháp lý các thứ là đầy đủ hết, thông tin đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Không có lo tranh chấp, không có lo cái gì cả về chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu sản xuất năm 2019 biển Hà Nội này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất. Những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 2019 nhập khẩu biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này các bạn nhé. Chiếc xe này là màu đỏ pha lê, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, màu đỏ này là nhiều chị em là đều thích chiếc xe này đây các bạn nhé. Màu đỏ pha lê nó không giống như cái màu đỏ cũ ngày xưa của Mazda nữa. Ngày xưa là toàn là màu đỏ đun. Chiếc xe này bây giờ là màu đỏ pha lê, để dưới ánh nắng thì rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ. Rất là đẹp nhé, mặc dù là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về là chưa có dọn rửa, chưa có sơn chi gì đâu các bạn ạ, còn nguyên bản hết này. Tôi quay sát lại để cho quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này chất lượng nó như thế nào các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài các bạn thấy đấy ạ. Cũng có đôi phần xước sát một chút đây, những cái vết này là xước rất là nhỏ thôi các bạn này. Đánh bóng đi là hết các bạn nhé, phải quay sát vào mới thấy được. Nếu như mà đánh bóng đi là những chiếc này hết thôi, gần như là những cái vết này là không phải sơn đâu các bạn này. Đấy, xước rất là nhỏ như này đây. Những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì không thể tránh được những cái việc xước sát như này đâu các bạn ạ. Đấy, nhìn chung về cái phần thân vỏ bên ngoài là đánh bóng thì sẽ hết đây, những cái vết xước này. Vừa mua về hôm qua cái lần nay tôi đem ra tôi quay luôn, cho nên là chưa có kịp dọn dẹp, chưa có kịp đánh bóng gì các bạn nhé. Mấy hôm nay thời tiết rất là mưa và các xưởng, các gara anh em đang bận rất là nhiều, vì những cái bây giờ là nhu cầu sắp đến Tết rồi, mọi người đều muốn tân trang cho chiếc xe của mình nó đẹp lên, cho nên anh em xưởng rất là bận. Trời thì mưa, mà trời mưa thì sơn sửa các thứ là nó không được đẹp đâu, cho nên là tôi phải chờ nắng lên tôi bắt đầu đem đi dọn dẹp đánh bóng. Vì dọn dẹp cái mùa mưa này là nó hay bị nồm ẩm, nó cũng sẽ bị mốc nội thất, cho nên là tôi để nguyên bản tôi quay đã các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần ba đợt sốc sau của chiếc xe Mazda 2 này thì các bạn thấy được luôn ạ.
xe cũng đã được trang bị sẵn camera lùi này, cảm biến lùi rồi này. Đấy, về cụm đèn hậu thì các bạn thấy đấy, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này, rất là mới luôn, không có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn sau này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh có 1.8 vạn chuẩn thôi các bạn ạ, chưa có tua tiếc gì đâu các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương rồi các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới luôn. Toàn bộ cụm đèn này, logo này, mặt ca lăng này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn chung về cái phần thân vỏ thì đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Chỉ có do sử dụng xước sát đánh bóng đi thì nó sẽ hết thôi, không phải sơn, chỗ nào gần như chiếc xe này là không phải sơn đâu, chỉ việc đánh bóng là hết. Đấy, quý vị và các bạn đến xem xe ở những chiếc salon đang bày sẵn ở salon ấy, người ta đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi ạ. Nhưng chiếc xe này nó mộc mạc, rất là nhiều người thích cái sự mộc mạc này các bạn nhé. Đây, dàn lốp nguyên bản của xe thì các bạn thấy đây ạ. Còn giày nguyên như này đây, mới có 1.8 vạn này, đết lốp là 2019 luôn này. Đấy, cả 4 quả lốp 2019 luôn các bạn nhé. Đấy, 2019 này. Lát nữa tôi sẽ quay về cái cốp sau, tôi cho xem cái lốp sơ cua sau. Còn 4 quả bên ngoài này là chắc chắn với quý bạn đây. Các bạn xem là chạy nhiều hay chạy ít này. Cả một cái dàn lốp nó còn mới như này. Đấy, từ 2019 này. Xe sản xuất năm 2019 này, đết 2019 này. Và lốp còn dày như này, còn sắc cạnh này, các bạn xem những cái cạnh này nó sắc. Điều này là chiếc xe này chạy rất ít này. Đấy, lốp trước nó sẽ mòn hơn cái lốp sau một chút, các bạn xem nhá. Đây là cái lốp trước nó mòn hơn lốp sau một chút thôi. Đấy, đết 2019 luôn này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là hiếm có tại thị trường này nhỉ. Ở cái phân khúc hạng B thì đa số là những chiếc xe ví dụ như Vios, City thì là chạy rất là nhiều rồi. Nhiều xe còn chạy dịch vụ cơ, nhiều xe còn tham gia chạy dịch vụ. Kể cả Mazda 2 này cũng có rất nhiều xe tham gia chạy dịch vụ đấy các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn đi mua xe là phải xem kỹ. Ở cái phân khúc hạng B này, nhiều xe chạy dịch vụ cho nên là chất lượng nó khác nhau, giá cả nó khác nhau. Quý vị và các bạn đừng nên so sánh giá cả ở trên mạng nhé. Để mua một chiếc xe đẹp thì giá không bao giờ có giá rẻ đâu các bạn ạ. Đấy là tôi chia sẻ thật. Về phần ngoại thất thì rất ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản này. Đấy, táp bi cánh cửa này, quý bạn xem nó mới đẹp như này này. Đấy, còn nhìn ở đây là nó hơi bẩn một chút này. Đấy, nhìn cái này là nó hơi bẩn một chút. Đấy, chứ còn tất cả là nhìn là rất đẹp luôn các bạn nhé. Dọn dẹp đi cái là nó đẹp luôn. Đấy, toàn bộ vô lăng đây các bạn xem này, 1.8 vạn các bạn nhé. Đấy, vô lăng này, tích hợp các phím điều khiển này, có 1.8 vạn thôi. Đấy, bảo hành bảo dưỡng này, còn nhắc bảo hành bảo dưỡng này. Đấy, cái này là bảo hành lúc trước. Vừa mới mua về là nguyên bản như nào là tôi đem ra tôi quay như vậy đây ạ. Chưa có dọn dẹp, các bạn xem đây nhá. Những cái này vết này là vết bẩn luôn này. Đấy, bẩn thôi các bạn nhá. Chứ còn cơ bản là chiếc xe này rất đẹp đấy ạ. Đấy, rất mới. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Tắt đi cánh cửa đây, chỉ bẩn thôi, dọn dẹp lau cái này là hết. Đây, mới là các bạn phải xem những cái phần này nó mới không nguyên này. Đấy, rất mới này.